trời. Nói cho người ta nói hết đó chứ. Rồi chú, nghe bà nói. Ông ba ông bốn là trước ông đó. Yêu từng người một chứ không yêu một lúc mấy ông. Sức cũng... đâu chịu nổi. Tôi chết đi chứ bây giờ. Mở miệng ra chứ nó ngồi vào cái miệng tôi nó nói không à. Bao nhiêu người đàn ông mẹ không chọn, mẹ lại đi chọn một thằng giang hồ. Xin lỗi chú, con ghét chú một thằng. Con không đồng ý, con nói thẳng luôn. Mắc cười quá à, tự dưng cái làm gì có chuyện trên đời này có hai người đàn ông dồn một người phụ nữ vào tường vậy trời. Khi mẹ ở với ông 2 năm trời là mẹ đã mất tư cách rồi, chứ không phải là bây giờ. Bây giờ thực sự chỉ có cách mẹ quỳ xuống xin con, xin con tha cho mẹ rồi. Hay quá, mới đó Phong Long là giang hồ tới nữa rồi. Ơn rồi, giang hồ Bảo Kê tới nữa rồi. Phong Long là tiếng miền Nam, miền Bắc gọi là đốt vía. Tháng này bán ế ẩm lắm chị Chính ơi. Ngày nào chị cũng tới chị đòi tiền rồi chị đập phá. Hôm qua chị đập hết một rổ chén. Hôm nay chị đập nữa thì làm sao mà em tiền đâu mà mua sắm lại buôn bán. Nợ mấy tháng chưa trả rồi nhở? Chị Bảo Kê, chị lấy tiền của ta tháng nào chị cũng lấy 4-5 triệu tiền đó em đưa. Thôi bây giờ đói quá cho ăn miếng được không rồi nói chuyện tiếp. Tại vì chị... Ngày nào cũng tới đòi ăn rồi uống rượu rồi nhậu. Quán người ta bán không được. Chị em mình phải rượu vào lời mới ra được. Hôm qua cũng uống 2 ly xong, không có tiền đưa rồi chị đập hết trơn ly chén. Hôm qua uống có một mình ấy, buồn nên em ngồi xuống uống cùng. Hôm qua em cũng ngồi xuống rồi chị tán cái chai vô đầu em, chị nhớ không? Say sao nhớ? Sao tình hình dạo này sao nói chị nghe? Bán ế ẩm lắm. Ngày bán 200-300 ngàn mà chị tới chị lấy 4 triệu tháng tiền đâu mà đưa. Bây giờ em muốn làm sao? Trong tất cả những cái trường hợp mà mỗi ngày chị phải đi mòn gót á, là chị thấy là chị ưu ái cho em nhất rồi. Lên lên lên, ôi nhưng mà không có mồi em ơi. Làm tí, nướng tí ốc. Hôm qua cũng nướng ốc cho chị ăn, chị đổ vô đầu em, chị nhớ không? Hôm qua là chuyện ngày hôm qua, hôm nay mình làm tí đi rồi mình nói tiếp. Em làm gì mà chưa gì mà đã... Cần chị phụ gì không? Chị đi về được không? Xem nào. Sáng giờ chưa mở hàng chị đã vào rồi đó hả? Đó, chị mở hàng đó. Ốc móng tay xào rau muống, càng ghẹ muối ớt. Hết tiền rồi, tháng này đâu có tiền đâu, có bình ga mà nấu. Ông có cái vậy mẹ ơi là mẹ. Sao ạ? Bước ra đây đi. Giang hồ gì kỳ vậy? Phải đập chén chứ. Đúng rồi, đẩy cái bàn này luôn. Đó, giang hồ là vậy đó. Hay quá mẹ ơi. Đau con. Trời ơi mẹ. Ủa mẹ. Tự dân cái hôm nay đến chơi nhậu nhẹt bắt năm giang hồ sao trời. Ông này giỡn nhây quá hả? Mẹ ơi. Ông này đúng là kiểu fan Trường Giang suốt ngày bắt diễn kịch mệt ghê luôn á. Con là con của mẹ nè mẹ. Con cái gì nữa. Hồi nãy bắt giang hồ rồi làm hẳn mẹ luôn. Mẹ là mẹ của con, giang hồ là mẹ nói con với mẹ tập tình huống để lỡ giang hồ có tới quá bình thiện thì mình xử lý. Đâu? Hả? Đâu? Người yêu. Ơn trời mẹ đây rồi. Con trai. Mẹ kêu con với mẹ là tập tình huống giang hồ chi để mình để mai mốt giang hồ tới là mình xử lý. Để mẹ giúp cho nào trời. Ơi thiệt mẹ. Mẹ. Ba ở đâu mẹ? Chứ không bao giờ mẹ nhắc về ba hết trơn vậy. Con đừng nói tới ông. Tự nhiên mình tới cái xóm này là mướn nhà rồi mở quán nhậu mà không bao giờ trả lời cho con biết ba con đâu. Thôi khỏi đi, mẹ nói rồi, có những chuyện lớn lên con sẽ hiểu. Con lớn rồi. Nhiều tuổi rồi nhỉ? Con mười mấy tuổi rồi. Mẹ nghèo mà sao tự dưng cho sữa gì mà sao lớn thế này. Mà tại sao mình không làm cái nghề gì tự nhiên đi mở quán nhậu mẹ? Con nghĩ đi, bây giờ á ở cái xóm này
mình ở chung với những loại người như thế nào? Thì sao không đi sống khác? Mẹ làm gì có tiền cho con đi sống khác? Con biết hoàn cảnh nhà mình mà. Để mở ra được một cái quán nhậu như vậy á, mẹ vất vả lắm. Nhưng mà mẹ biết cái shop này đi ghê lắm. Ăn nhậu đập phá rồi giang hồ, rồi bảo kê. Mình làm là người ta tới người ta phá thì làm sao mà. Mình mở xì ba đi mẹ, cho nó sang trọng rồi đó. Mẹ hứa rằng là mẹ sẽ cho con mọi thứ điều kiện đàng hoàng, nhưng mà phải cho mẹ thời gian. Con nói là mình cứ làm cái nghề này là không bao giờ yên ổn. Mẹ thấy cha Sáu không? Ngày nào cũng qua phá. Cho nên con với mẹ mới tập cái kịch. Để chi? Để đối phó là vậy. Thôi được rồi con. Mẹ nói nghe này nha. Mình ráng thêm một vài bữa giùm mẹ nha con trai. Không chừng hôm nay chạy qua nữa đó. Vậy hả? Mà chả nói là mỗi lần chả tới là chả lúc nào cũng xào xạo. Nếu mẹ có phải hy sinh cái thân của mẹ á, mẹ cũng phải bảo vệ con bằng được. Con cần mẹ về cho con. Con chỉ cần mẹ hả? Đi kiếm ông chồng khác lấy đi cho mẹ hạnh phúc đi. Mẹ muốn lắm chứ. Mà giờ chưa có ai chịu nữa. Mà đẹp vậy mà sao không ai chịu? Chắc phải có một lý do gì đó bên trong. Theo con thì nhìn mẹ vậy người ta không chịu ở cái chỗ nào? Mặt rất là đẹp luôn, mắt rất là sáng, điện nước ok luôn. Bớt lại. Vậy mà không hiểu sao không ai đi. Thôi con làm ơn đi, con làm cho mẹ thật sự căng thẳng quá à. Bước thôi, vô nhà để con, chỉ muốn vui vẻ con... hai mẹ con mình ngày nào cũng bình an với nhau. Để con đố Phong Long coi hôm nay có khách không. Ông này ông nọ, ông nào tới đây tiếp hết. Trời ơi anh Sáu, hôm nay tới hạn đóng tiền bảo kê. Nhiều anh? Lấy biết bao nhiêu lần mà bao nhiêu mà còn hỏi à. Hôm nay trễ là một tuần rồi đó nghe. Anh cho em thư thư thêm 5 ngày nữa. Không được. Trời ơi người nhỏ mà sao hét to thế chứ. Để con đi kêu người qua giúp. Ai con ơi trời ơi nhà không có ai nữa con bỏ mình đi trời ơi. Rồi bây giờ sao chín? À sáu ngồi xuống chín nói nghe nè sáu. Sáu ơi trời ơi ghê quá vậy trời ơi cái gì trời. Nhưng sao vậy chín? Sao anh gọi chín? Chín không bắt máy nhắn tin không trả lời vậy chín? Chín không có nhớ anh hả chín? Anh nhớ chín muốn chết luôn á chín. Chín ơi chín đừng đi nữa mà chín. Chín à trời chín ơi, ơi. Anh thương em thiệt. Sao em nỡ đành lãng quên anh? Ờ, nói chung là tại vì con em nó mới bước qua tuổi trưởng thành. Em sợ nó chịu không nổi cú sốc này đâu. Trời, cái mặt nó mà mới bước qua tuổi trưởng thành đó em. Trông vậy chứ nó khờ lắm. Mà nếu như mà bắt nó chấp nhận chuyện mẹ nó có ông bồ mà giang hồ vậy á, thì em sợ nó chịu không nổi á. Ủa giang hồ cũng có người tốt người xấu mà chính. Nhưng mà anh phải cho em thời gian. Cho em thời gian bao nhiêu nữa chính? Bây giờ em muốn chừng nào em mới chín đây hay cứ sống sống với anh hoài chín? Thì em nói rồi mà. Nói làm sao? Bây giờ muốn 6699 thành đôi thì cũng phải từ từ cho nó 99 thì mới bớt sống sống được chứ. Trời ơi anh sốt ruột lắm rồi chín ơi. Tình yêu nó phải từ từ anh ạ, nó mới nhừ. Chín à, chín ngồi xuống đó đi chín. Nói thiệt là hôm nay em buồn lắm. Sao em buồn chuyện gì nói anh nghe nè. Nói chung á, tâm trạng người mẹ dù gì đi về nhà nhìn thấy con mình á. Sao? Nó cũng suốt ngày nó hỏi cái này cái kia rồi nó muốn cuộc sống tốt hơn mà giờ không biết làm sao nữa. Thì bây giờ em anh... Em cũng muốn là cho nó một cái mái ấm mà rồi thì chưa tìm được đúng cái thời điểm để nói với nó về chuyện của hai đứa mình. Cho nên em muốn là gì? Trong cái hình ảnh của nó bây giờ anh rất là đáng sợ. Trời ơi, cái mặt anh nó thánh thiện gì mà em nói đáng sợ hả chính? Lúc nào mà anh xuất hiện nó cũng sợ anh hết á. Nó nói anh tới đòi tiền rồi bảo kê. Nó không chấp nhận cái cuộc sống ở trong một cái môi trường phức tạp như vậy nữa. Thì anh phải cho em thời gian. Chính à, thì cũng chính là em thôi đó chính. Do em kêu á là bây giờ á, ba nó mất rồi thì bây giờ nó đang cần mỗi người mà mạnh mẽ để bảo vệ để mấy cái thằng giang hồ khác nó không đến đây. Ủa gì kỳ vậy hả? Cái gì kỳ vậy hả chị Chính? Cái gì kỳ vậy hả? Tôi qua đây tôi đòi nợ mà chị Chính. Tại sao chị lại nắm tay tôi? Mẹ đang làm cái gì? Nắm tay ông kia làm cái gì? Trả lời cho con biết.
Ông hỏi là chị Chín biết coi chỉ tay, coi dùng xem cuộc đời vận hạn sau này như nào. Đúng rồi đó, coi chỉ tay. Từ ngày xưa tới giờ mày là người rất ghét mê tín dị đoan, coi bói. Không thể nào có chuyện xem chỉ tay đây được. Nhưng mà bây giờ mình đang lo làm sao cho ông không lấy tiền ngày hôm nay, có đúng chưa? Mình có thể là dẹp quán chứ không thể nào mà hạ nhân cách như vậy được. Mẹ đâu có hạ nhân cách. Ủa, ai nói thầy bói xem chỉ tay là hạ nhân cách vậy con? Chú Sáu, hai người là cái gì với nhau? Bây giờ sao? Bây giờ sao Sáu? Bây giờ sao Sáu? Đây là chín, đây là sáu. Mà bây giờ sao chín? Bây giờ sao chín? Bây giờ chín nói hay sáu nói? Sáu nói đi chín, say rồi mệt rồi. Muốn là sao cũng được hết á. Bây giờ để ba nói con nghe. Cái gì? Ba chú nói con nghe. Ông nói đi. Đây là người yêu của chú 2 năm rồi. Mày yêu người ta 2 năm rồi sao mày giấu con? Con đâu có cấm cản mẹ có người đàn ông khác đâu. Thực ra là mẹ nghĩ là cái chuyện mà mẹ có một người đàn ông mới, nó là cái chuyện sớm hay muộn mẹ phải có thôi. Đúng. Lý do gì mẹ giấu? Chỉ đơn giản mẹ cảm thấy rằng là cuộc sống nhà mình còn đang khó khăn quá. Không, chính xác. Mẹ cần cũng nói lý do không? Con nói thử coi. Vì ông ta là người không đàng hoàng, ông ta là dân giang hồ chợ búa sao đen, nên mẹ giấu con đúng không? Và con nói thẳng luôn, con không đồng ý. Nếu mẹ yêu ổng, con sẽ bỏ nhà đi. Con thấy chưa? Mẹ là người sinh ra con, mẹ không hiểu con hả? Mẹ biết chắc là khi mà nói ra thì sẽ là như vậy nè. Nó sẽ là cái không khí như vậy nè. Cho nên á, mẹ Quang yêu... Ông mày cứ cái tao sơ sơ thế. Sinh ra mày mà hơi tí mình nhẹ vào miệng tao ngồi ấy. Hả? Con có tin mẹ không? Tùy chuyện. Vậy nào giờ mười mấy năm nuôi con á, khi mà ba con bỏ đi từ hồi con còn đỏ hỏn á, con biết mẹ khó khăn như thế nào đúng không? Con biết. Không phải là với chỉ với cái ông Sáu này đâu, ông ba, ông bốn nữa kìa, nhưng mà con chưa được biết chuyện đó thôi. Mẹ ơi! Ủa cái gì kỳ vậy chứ? Mẹ quen một người con chưa đồng ý, mà bây giờ mẹ quen một người. Bây giờ cái thứ gì mà con cái rồi bồ cái là sao trời? Nói cho người ta nói hết đó chứ. Ngồi chú, nghe bà nói. Ông ba, ông bốn là trước ông đó. Yêu từng người một chứ không yêu một lúc mấy ông. Sức cũng... đâu chịu nổi. Tôi chết đi chứ bây giờ. Mở miệng ra chứ nó ngồi vào miệng tôi nó nói không à. Bao nhiêu người đàn ông mẹ không chọn, mẹ lại đi chọn một thằng giang hồ. Xin lỗi chú, con nghe chú một thằng. Con không đồng ý, con nói thẳng luôn. Mắc cười quá à, tự dưng cái làm gì có chuyện trên đời này có hai người đàn ông dồn một người phụ nữ vào tường vậy trời. Vì sao mẹ không chọn một người bình thường mà lại đi chọn một ông giang hồ? Mẹ nói thiệt nè, anh cũng nghe nha. Ừ, anh đang nghe đây. Cho dù nó là cái sự thật hơi phũ phàng, nhưng mà em phải nói, nếu như mà anh chứng minh được cho con em thấy, anh sẽ có thể lo được cho con em và em với một cái điều kiện đàng hoàng, thì thuyết phục được con của em thì em chấp nhận. Còn nếu không á, em phải chọn con em thôi. Bao nhiêu người tốt đẹp mẹ mừng, mẹ đi lấy một ông giang hồ chợ búa đầu đường xó chợ ăn chặn tiền của người ta. Nãy giờ ông có nghe hả? Nếu mà bây giờ người ta không có chứng minh được cho con yên tâm, không thuyết phục được con, thì mẹ sẽ chọn con. Bởi vì có bao giờ mà mẹ nào bỏ con đâu, hiểu không? Nếu như mà anh thật sự thương yêu em và thương yêu con em á, anh hãy chọn một cái nghề đàng hoàng để chúng ta tiếp tục với nhau. Còn nếu không, em xin lỗi. Em cũng biết rồi mà Chính. Bản thân anh á, anh làm nghề này anh đâu làm nghề ác đâu Chính. Trời ơi, ông ăn chặn tiền người ta mà nó không ác. Mấy thằng đàn em của anh nó ác. Chứ anh là anh chỉ thu tiền thôi Chính à. Em biết giang hồ có nhiều kiểu giang hồ. Đúng lắm. Đúng rồi Chính. Nhưng thực sự á, cuộc sống của em và con á, nó ở trong cái tình huống bất an nhiều năm quá. Mình sống được hôm nào mà mình cảm thấy có cảm giác bình an và cho con em cảm giác bình an thì em xin chọn như vậy. Đúng vậy mẹ. Thôi Chính à, anh hứa với em, từ đây về sau chúng mình sẽ lên trên Đà Lạt mình sinh sống nha. Anh có dành dụm được một số tiền rồi sau đó mình làm những nghề đàng hoàng. Rồi đi ăn chặn tiền rồi đi bảo kê trên đó nữa hả? Chưa có nói hết, không có ăn chặn bảo kê nữa. Người giang hồ nào cũng có giang hồ tốt bụng với giang hồ xấu bụng mà. Thì bản thân anh á, thì anh thấy một điều như vậy nè,
người tốt nào cũng có quá khứ và người xấu nào cũng có tương lai mà, đúng không Chính? Em biết chứ. Nhưng thực sự cái tình yêu á là của em. Ừ. Nhưng sự bình yên là của con em. Đúng vậy, thôi kết thúc, chia tay. Chia tay sao nó khổ. Về đi, tôi đốt không lâu. Ý kỳ vậy, ý kỳ vậy. Đốt không lâu đi. Đi cuối cùng sao? Chia tay đi mẹ ơi. Lỗi anh nha. Sao Chính cuối cùng sao? Dạ. Con em đốt phong long rồi, mời em về. Đốt phong long. Cái gì vậy hai? Có biến anh ạ. Từ từ. Trời ơi. 2 năm. Cái gì vậy? Bây giờ mới biết hả? Luận tri nã chứ gì. Khoan, để mẹ đi khóa cửa. Chính. Mẹ ơi, mẹ Chính. Mẹ ở với người ta 2 năm là đồng lõa đó. Chính qua đây Chính. Thôi bây giờ vậy đi Chính, nói cho nó nghe hết đi Chính. Mẹ biết chuyện này đúng không? Mẹ không biết chuyện. Mẹ phải biết. Mẹ không biết. Mẹ đã biết. Tại sao vậy? Mẹ là khách mời. Mẹ mẹ phải biết chuyện này. Và mẹ ăn ở với người ta 2 năm trời với một tên bị truy nã. Có nghĩa là bây giờ chỉ cần bên công an ập vô là mẹ sẽ đi tù. Mẹ hiểu chưa? Bây giờ mẹ bị bắt thì con ở với ai? Mẹ sẵn sàng đánh đổi con một mình, một thân ở trên cuộc đời này để lấy tình cảm vậy không? Không có. Mẹ không có cố ý làm như vậy. Chứ mẹ vì điều gì? Hai mẹ con mình khổ như thế này. Bây giờ chỉ có một người duy nhất là ông có thể lo được cho mẹ con mình. Mẹ nói sai rồi. Trên thế giới này rất nhiều người, chứ không phải một mình ổng. Mẹ hiểu chứ. Nhưng mà quan trọng nhất trong cái lúc mình đau khổ nhất, trong cái lúc mình bế tắc nhất, nhưng mẹ làm thì ổng đó, chính ổng là người ở bên cạnh mẹ đó. Mẹ làm vậy là mẹ vi phạm pháp luật, mẹ biết không? Vậy bây giờ sao con? Bây giờ con muốn gọi công an đến bắt cả mẹ cả ổng hay sao? Con muốn mẹ phải làm sao đây? Mẹ đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ai cũng đổ lỗi hoàn cảnh hết thì tất cả đều vi phạm pháp luật hả? Mẹ hiểu, mẹ biết mẹ sai rồi. Vi phạm pháp luật cơ mà con, mẹ biết là mẹ sai rồi. Như vậy thì như này nè, nếu thực sự công an đến vậy thì mẹ chỉ xin đó, những cái giây phút mà chưa có phải vào tù cùng ổng á, chúng ta vui vẻ với nhau chứ đừng căng thẳng như vậy được không con? Con không thể vui vẻ với một kẻ bị truy nã được mẹ. Con không giống như mẹ, sẵn sàng bỏ đứa con của mình để ở với người ta 2 năm trời dù biết kết cục nó sẽ như thế này. Thực tình á, lúc mà ở với ông á, mẹ chỉ nghĩ rằng là mẹ muốn có một cuộc sống tốt hơn dành cho con. Mẹ không thể nào lấy một tên tướng cướp hay là một tên giang hồ sắp ở tù để lấy tiền lo cho con không cần những đồng tiền đó. Con không cần. Mẹ xin nha. Mẹ con mình khổ đủ rồi. Nếu có phải vào tù mẹ chấp nhận. Phải tin mẹ rằng không bao giờ mẹ muốn bỏ con cả. Con không tin mẹ. Bây giờ con sẽ không báo đâu. Mẹ cứ nắm tay ông ta mà đi đi. Còn nếu mẹ không đi thì con sẽ đi. Ngay bây giờ. Coi như kiếp này công sinh thành của mẹ con không trả được thì kiếp sau con sẽ trả. Hai, mẹ phải là người kéo con lại chứ. Không thể là cái ông này được. Hai à, mẹ không có tư cách. Mẹ cảm thấy mẹ không có tư cách để kéo con lại. Mặc dù mẹ muốn lắm chứ. Khi mẹ ở với ông 2 năm trời là mẹ đã mất tư cách rồi, chứ không phải là bây giờ. Bây giờ thực sự chỉ có cách mẹ quỳ xuống xin con. Xin con tha cho mẹ rồi.
Tôi phải nói thật thế này, ở dưới kia tôi theo dõi và tôi chỉ có hai từ ghép. Đấy là một từ là rất là thông minh. Và từ thứ hai là một từ láy, từ lặp, đó chính là từ nhơn nhơn. Đúng không? Khi mà xem ấy, thì tôi thấy rõ Trường Giang và Hùng Thuận đang cố gài cho bạn đường thoát. Nhưng có vẻ như bạn đang sa đà vào cái việc bị bấn loạn trong những cái thông tin đưa ra. Thực ra là em cái khúc đời nó người cha là em mở sẵn một cái nút để cho Phạm Bảo Nam khúc cuối là đây thực sự là cha của con đó. Đúng. Thế thì đây chết luôn. Chết luôn. Ngay từ đầu anh nói với em rồi, đây không phải người thường. Đấy. Giang diễn rất hay. Đấy. Giang diễn rất hay. Đấy. Những khúc khác nói, nhưng mà khi nói về sự chia ly gia đình á, là cảm xúc rất là thật luôn. Là vì sao? Vì đã là mẹ rồi, cho nên cái cảm xúc đó là thật. Và mình thấy mình cũng thích cái cảm xúc. Không, nhưng mà nó còn một việc nữa là ở dưới tôi nhìn kể cả qua màn hình nữa, tức là khóc mà rất xinh. Thôi đừng bao giờ nói những cái điều thuộc về chân lý. Khóc mà rất xinh của nhanh ạ. Yeah. Ở đây không phải khuyến khích khóc đâu, nhưng mà khóc mà vẫn xinh. Khóc xinh hơn bình thường á. Bất kỳ một cái người diễn viên nào mà khi mà đã hóa thân thành nhân vật rồi á, em nghĩ nãy giờ không phải là em diễn được gặp nước mắt như vậy, mà nó hoàn toàn là cảm xúc của em. Biết mà. Ở ngoài đời có những cái gì thuộc về nếu mà dính đến xã hội đen hay là truy nã hay những người phức tạp thì bản thân em là người tránh xa trước rồi, cho nên là em cũng không thể nào mà biết là ok nếu mà xảy đến với mình thì mình sẽ xử lý như thế nào. Cho nên là thôi thì hãy coi cái khúc mà về bản năng của người mẹ đó là những cái em thực sự là của em nhất, còn những cái kia thì thực sự em sẽ học hỏi thêm nữa. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ